Xin chào tất cả mọi người Hello, hello mọi người <laughs> Xin chào tất cả mọi người Đây là chương trình livestream buổi trưa Ngày 10 tháng 4 năm 2024 Hôm nay thì uh, Vlog Minh Hải xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn rất nhiều thông tin Câu chuyện liên quan đến uh, Hội đồng huấn luyện viên quốc gia Liên quan đến huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Và liên quan đến cả câu chuyện uh, chuyển nhượng Của các ngôi sao bóng đá Việt Nam Đặc biệt là câu chuyện liên quan đến xuất ngoại rất là xin lỗi mọi người là hôm qua livestream cháy quá Hôm nay họng nó đang hơi bị vấn đề một chút hôm nay thì mình xin phép là livestream với một cái tông giọng nó thấp hơn một tí Ok Bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi à, Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra nhá Mình sẽ trả lời các bạn ở phần sau của chương trình Ok à, ngày hôm nay là ngày mùng 10 tháng 4 năm 2024 Xin đưa về quý vị và các bạn là bên phía liên đoàn bóng đá việt nam bây giờ đang làm việc rất là khẩn trương cố gắng làm tất cả những gì có thể để giúp cho cái công cuộc đi tìm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nó diễn ra một cái êm xuôi nhất sáng ngày hôm nay thì mình cập nhật được cái thông tin đó là rất nhiều các ứng cử viên rất nhiều những hồ sơ đã được gửi về liên đoàn bóng đá việt nam rồi tuy nhiên thì liên đoàn bóng đá việt nam vẫn chưa gặp với hội đồng huấn luyện viên quốc gia để có thể chốt lại về cái tiêu chí để lựa chọn và xin thưa quý vị và các bạn là hiện nay thì uh, như mình đã từng nói với các bạn Là câu chuyện liên quan đến tuyển chọn huấn luyện viên Nó cũng có những cái giai đoạn của nó Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Hội đồng huấn luyện viên quốc gia Cố gắng trong tháng 4 Là sẽ hoàn thành được mọi yếu tố liên quan đến sự chuẩn bị Tức là bao gồm tiêu chí lựa chọn huấn luyện viên này Các ứng cử viên này Các nguồn cung của huấn luyện viên này Rồi những cái phân tích chuyên sâu Sau đó là chúng ta sẽ phân loại huấn luyện viên Theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi đến tháng 5 thì chúng ta sẽ bắt đầu đi đàm phán. Hy vọng rằng đến cuối tháng 5 thì chúng ta đã chốt được để đến khoảng đầu tháng 6 hoặc muộn nhất là trung tuần tháng 6 chúng ta phải chốt được huấn luyện viên và có thể trong tháng 5 danh tính của huấn luyện viên trưởng sẽ được công bố. Đó là thông tin đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì uh, xin thưa với các bạn thêm một chút nữa là câu chuyện liên quan đến huấn luyện viên nó mới chỉ dừng lại ở cái việc là chúng ta cập nhật cho nhau về uh, quốc tịch, về lộ trình chứ không thể lấy được những cái tên. Một cái tên mà thực sự là trong suốt thời gian vừa rồi mình đặt ra câu hỏi, huấn luyện viên Mark Winmos có tên không? Xin thưa với các bạn luôn, đến bây giờ mình có thể chia sẻ với các bạn là chỉ có khoảng 30% là khả năng huấn luyện viên Mark Winmos sẽ được đưa vào trong cái danh sách thôi, bởi vì chưa có bất cứ một ai liên hệ với huấn luyện viên Mark Winmos cả. Và đến bây giờ thì các bạn biết rồi, nó đã đến ngày mùng 10 rồi. Tức là tháng 4 đã đi qua được 1 phần 3 chặng đường Chúng ta chỉ còn 2 phần 3 chặng đường nữa Để thực hiện tất cả những công việc còn lại Cuối tháng 4 chúng ta phải có được tiêu chí và các ứng viên Để tháng 5 chúng ta bắt đầu đi đàm phán Bây giờ mình xin phép được chuyển sang Bởi vì là cái câu chuyện liên quan đến huyện viên nó không, nó không có nhiều thông tin mới Và mình cũng không muốn đào sâu nữa Kẻo mọi người lại bảo là Minh Hải là cứ nhai đi nhai lại Thì hôm nay mình sẽ nói về câu chuyện mà các bạn bàn bạc rất nhiều trong thời gian vừa rồi là Hoàng Đức cũng đã từng nói về việc là bạn ấy có giấc mơ xuất ngoại và trong vòng 2 năm vừa rồi thì huấn luyện viên Park Hang Seo cũng đã hướng cho Hoàng Đức rất nhiều. Huấn luyện viên Park Hang Seo cũng đã đề nghị Hoàng Đức học tiếng Hàn. Tức là cũng đã chuẩn bị một cái cơ hội để cho Hoàng Đức sang Hàn Quốc. À, trong số tất cả những cầu thủ Việt Nam hiện nay thì ông Philippe Chu C có nói là có hai cầu thủ có thể thi đấu được ở Pháp. Một là Hoàng Đức và hai là Bùi Hoàng Việt Anh vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tính toán câu chuyện này như thế nào và thực sự câu chuyện nó diễn ra ra sao phạm tuấn hải cũng nói về giấc mơ xuất ngoại hoàng đức cũng nói về giấc mơ xuất ngoại nhưng thực sự họ có giấc mơ xuất ngoại hay không và mọi người đang hỗ trợ họ như nào thì mình nói luôn là phạm tuấn hải và hoàng đức đều là những cầu thủ được huấn luyện viên park hang seo rất yêu quý và huấn luyện viên park hang seo thì có cái sự hướng nghiệp nói hướng nghiệp thì không đúng nhưng mà có sự định hướng cho hoàng đức và phạm tuấn hải về việc là hai cầu thủ này sẽ ra nước ngoài thi đấu hoàng đức thì mình đã nói với các bạn rồi nhiều năm qua bạn ấy đã học ngoại ngữ học ngoại ngữ không chỉ là để sẵn sàng đeo băng đội trưởng mà bạn ấy học ngoại ngữ để chuẩn bị cho một kế hoạch xuất ngoại nhưng mà thật sự ra là rất là khó hoàng đức đầu tiên học tiếng hàn sau đó lại chuyển sang học ở tiếng anh nữa đó và mới đây thì các bạn biết rồi cả nhật cả thái lan đều có những đội bóng muốn mời hoàng đức vậy hoàng đức có ra nước ngoài được hay không làm thế nào để ra được nước ngoài và bên cạnh đó thì mình sẽ nói với các bạn thêm câu chuyện về phạm tuấn Hải phạm, phạm tuấn Hải thì cũng sắp hết hợp đồng với câu lạc bộ bóng đá hà nội và bạn đấy cũng có giấc mơ. mình nói luôn là giấc mơ xuất ngoại là giấc mơ của mọi cầu thủ việt nam. nhưng chúng ta sẽ xuất ngoại như thế nào ở độ tuổi nào và chúng ta cần có sự hỗ trợ của những bộ phận nào để cho cái công cuộc xuất ngoại của chúng ta nó diễn ra một cách tốt nhất. <laughs> các bạn xem đi là từ thời bắt đầu chúng ta lên chuyên nghiệp. Bóng đá Việt Nam cũng đã trải qua rất nhiều làn sóng ra nước ngoài thi đấu. Và gần đây thì cái lứa 1995 trở lại đây. Ví dụ như là Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, rồi về sau là có Văn Toàn, rồi chúng ta biết là cũng là có Nguyễn Quang Hải. Đấy đều là những cầu thủ mà các bạn biết là đều là những cầu thủ rất là hay. Vậy thì bây giờ làm thế nào để chúng ta có được cái biên độ an toàn cao hơn hay nói chính xác hơn là có cơ hội để chúng ta thành công lớn hơn? thì xin thưa với các bạn là quá khó, công phượng xuất ngoại đi nhật đi hàn rồi sang bỉ đều không thành công. Bây giờ quay trở lại nhật thì cả mùa giải năm vừa rồi không được ra sân phút nào ở Đấy, ở những cái giải khác thì được ra sân nhưng rất ít. Đoàn Văn Hậu ra hàn các bạn biết rồi, Đoàn Văn Hậu là cầu thủ hội tụ đầy đủ những yếu tố, vừa trẻ vừa có chiều cao, thể hình, thể lực tất cả mọi thứ đều rất ổn nhưng sang hà lan thì vẫn thua vẫn hoàn thua. À, khi mà Quang Hải rời jelex để đến với nước Pháp. Tất cả chúng ta đều thừa nhận là Quang Hải là cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam vào thời điểm đó. Nhưng mà đến Pau FC giải hạng nhất thôi cũng không thành công. Vậy thì cái con đường xuất ngoại của chúng ta vì sao nó gập gành vì sao nó trông gai? Mình chia sẻ với các bạn luôn nó có 3 lý do. Lý do đầu tiên và là quan trọng nhất, xin thưa với các bạn, nó là độ tuổi. Khi các cầu thủ của chúng ta ký hợp đồng chuyên nghiệp ngày xưa là 23 tuổi là hết hợp đồng đào tạo rồi. Là 23 tuổi là quá 23 tuổi là các cầu thủ đi được rồi. Nhưng bây giờ nó nâng lên thành 25 và nhiều câu lạc bộ thì nó lại cao hơn. Các bạn tưởng tượng xem là đến 25, 26 tuổi các cầu thủ mới xuất ngoại thì làm gì có cơ hội đúng không ạ? Vì là thời gian của họ còn ngắn. Từ 26 đến 30 nó rất là ngắn và từ 26 đến 28 là cái giai đoạn gần như là cái cơ hội duy nhất của cầu thủ Việt Nam nếu ra châu Âu. Bởi vì là quá 28 tuổi cầu thủ Việt Nam là không có cơ hội ra châu Âu đâu. Đấy là lý do vì sao các cầu thủ luôn luôn chịu áp lực về thời gian họ bắt đầu rất muộn không có kinh nghiệm không có nhiều sự hỗ trợ và quan trọng là sức ép về mặt thời gian họ không có thời gian cho nên là họ bắt buộc phải lựa chọn ngay cái giấc mơ của mình chứ không qua cái giai đoạn gọi là chuyển giao các bạn nhìn nhá kể cả đặng văn lâm khi đặng văn lâm sang thái bắt cho mường thông xong đi nhật thì bạn sang mường thông bạn được bắt nhưng mà sang nhật là không được bắt luôn các bạn thấy là được ra sân rất rất là ít đấy sau đó là bị một chấn thương và cuối cùng về việt nam các bạn tưởng tượng như là một thủ môn như là Đặng Văn Lâm cao 1m88 Mà xin đưa với các bạn luôn Ngay cả một thủ môn Khi mà cái độ chín của họ là có thể là 28, 29 Bởi vì là thủ môn thì họ có thể chơi đến 23, 34 được Đấy, nhưng mà ngay cả một cầu thủ như Đặng Văn Lâm Cũng là một cầu thủ được, đào, được đào, đào tạo ở châu Âu Cũng là một cầu thủ có chiều cao rất tốt 1m88 Cũng là cầu thủ mà có được cái cơ hội Nhưng mà cuối cùng các bạn nhìn thấy đi theo đúng lớp lang sang Thái rồi mới đi Nhật nhưng vẫn không thành công. Vậy thì câu chuyện đầu tiên của chúng ta là sức ép về mặt thời gian. Vì thời gian chúng ta có ít, vì thời gian chúng ta ngắn, chúng ta lựa chọn ngay một cái cơ hội nó quá lớn. Cơ hội quá lớn thì thách thức cũng quá lớn. Và đấy là lý do vì sao chúng ta thất bại. Ông Junyarden Gede đã từng nói với mình rồi là các cầu thủ Việt Nam nếu mà đến 26 tuổi mới đi nước ngoài, cơ hội thành công là không cao, còn ra châu Âu là gần như không thể luôn. Bởi vì cái môi trường châu Âu nó khác môi trường cạnh tranh nó rất là khốc liệt bởi vì các bạn tưởng tượng xem là ở châu âu ngước mắt lên cầu thủ nào cũng cao mét tám năm tám sáu thậm chí là cao trên mét chín họ lại được đào tạo bài bản từ nhỏ họ lại có chế độ dinh dưỡng tốt họ lại có chế độ y tế khoa học tất cả mọi thứ đều rất ổn mà chúng ta sang bên đó chúng ta lại chúng ta đã đuối hơn rồi chúng ta lại còn phải thích nghi chúng ta lại phải làm quen chúng ta lại phải là rất nhiều thứ cho nên là cơ hội để thành công là không có yếu tố đầu tiên là chúng ta đã khởi đầu rất muộn so với xu thế. Và đấy là lý do vì sao ông uh, ông Julian GD đã từng tư vấn cho liên đoàn là nên nên tạo ra một cái lứa mới. Ví dụ như là U11, U12, chúng ta lấy cái U đó, chúng ta đào tạo ở Việt Nam được khoảng 1 năm đến 2 năm, đến U14 là chúng ta phải mang đi châu Âu rồi. Sang bên đấy điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn, điều kiện về cơ sở hạ tầng, về dinh dưỡng, kể cả cái phòng tập của họ cũng chuẩn hơn. Thì các bạn thấy là từ giáo án đến dinh dưỡng, tất cả những yếu tố mang tính bổ trợ cho thi đấu đều rất là tốt. Hàng tuần các bạn được ra sân và hàng tuần các bạn ra sân là các bạn đá với Tây luôn. Cho nên là cái cơ hội để các bạn để thành công nó sẽ cao hơn. Đấy là cũng là lý do vì sao park đang xây dựng một cái kế hoạch mình nghĩ là rất là tham vọng. Bóng đá Thái sẽ phát triển mình nghĩ là trong vòng khoảng tầm 5 đến 7 năm tới. Còn nếu mà 10 năm tới thì mình nghĩ là họ có khả năng đến bây giờ nếu mà để mà nói về các đội bóng có cơ hội dự World Cup 2030 mình nghĩ là Thái Lan vẫn là cơ hội cao nhất vậy yếu tố đầu tiên của chúng ta là chúng ta có xuất phát điểm thấp và chúng ta khởi đầu quá muộn cái công tác đào tạo trẻ của chúng ta nó đã đuối rồi mà chúng ta lại còn khởi đầu quá muộn nữa cơ hội sẽ còn rất là thấp yếu tố thứ hai mình phải nói luôn các bạn đấy là cái chất lượng đào tạo trẻ ở Việt Nam chất lượng đào tạo trẻ ở Việt Nam là đuối khi mà công tác đào tạo trẻ của chúng ta đuối thì các bạn biết là nó kéo theo một cái vấn đề thứ hai đó là cái chất lượng của giải vô địch quốc gia nó cũng đuối cho nên là nếu mà các bạn mà muốn các cầu thủ của chúng ta sánh ngang bằng với những cầu thủ ở nhật mình chỉ nói là đá mức độ bình thường thôi nhé chưa phải là ngôi sao thì chúng ta cũng đã phải đạt được cái mặt bằng chung của nhật của hàn rồi chưa nói đến châu âu và như thế thì các bạn có thấy nó có quá khó không với điều kiện cơ sở hạ tầng như bây giờ đội một của chúng ta đá ở trên một cái sân mà mình nói luôn là nhiều sân người ta bảo là như như là sân sân thả bò, nhiều chỗ không có cỏ cho bò ăn luôn. Đấy, rồi à, điều kiện liên quan đến giáo dục, liên quan đến y tế. Cái giáo dục là rất quan trọng các bạn nhé. Giáo dục để giúp cho các cầu thủ họ có tham vọng hơn, để giúp cho họ có phương pháp hơn, để giúp cho họ làm chủ được cuộc sống của họ hơn. Và cái giáo dục này cũng có nghĩa là tăng cường cho họ thêm kiến thức. Kiến thức ở đây là dinh dưỡng, kiến thức ở đây là y tế, kiến thức ở đây là nghiên cứu, tự nghiên cứu và tự hoàn thiện bản thân. Đó. Bên cạnh đó là có dinh dưỡng thiếu dinh dưỡng là hỏng ngay. Mọi người có nói là tại sao đội tuyển Việt Nam của chúng ta chơi với những đội bóng lớn đến khoảng tầm phút thứ 70 là đã không chịu nổi rồi, là chúng ta đã xuống sức rồi. Vì chúng ta có tích lũy đâu, không có tích lũy mà không có tích lũy thì làm sao mà có thể lực này mà chơi được. Bởi vì càng về sau nó đều là những cái những cái giải đấu ấy. càng lớn, càng về sau thì cái câu chuyện liên quan thể lực là rất quan trọng các bạn ạ. Bây giờ đến phút thứ 70 hết sức rồi thì còn nói gì đến kỹ thuật làm gì đâu có chiến thuật nữa. Bây giờ chạy để đảm bảo vị trí còn không được thì sẽ rất là khó. Chứ mình nói với các bạn luôn là yếu tố thứ hai là những cái nền tảng liên quan đến công tác đào tạo trẻ. Nhưng cái yếu tố thứ ba này mới là cái quan trọng này, nó là cái giải pháp của mọi giải pháp. Tức là chúng ta không có bước đột phá. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta không có tiền đầu, đầu tư đào tạo trẻ chúng ta kém. Chúng ta không có cái công tác đào tạo trẻ tốt, chúng ta không sinh ra được những cầu thủ hay thì không có được cái cơ hội và nếu mà chúng ta không có tiền bây giờ nói là ok muốn ra châu âu không muốn chứ liên đoàn bóng đá việt nam có tầm nhìn đấy hay không có chứ các câu lạc bộ việt nam có tầm nhìn đấy không có chứ nhưng không có tiền họ không đầu tư được các bạn nhìn thấy rất nhiều những đội một bây giờ còn đang khó khăn rất nhiều đội một bây giờ tiền lương còn chậm chưa nói đến tiền lót tay tiền lót tay nhiều khi còn báo luôn cho người ta nhắn vào tin em ơi thôi tiền lót tay không có đâu em bây giờ một là lại chơi tiếp với đội chỉ nhận lương thôi hai là nếu không thì thôi câu lạc bộ sẽ ký giấy thanh lý cho em để em đi tìm câu lạc bộ mới ở league có tình trạng đó luôn các bạn nhé thì bây giờ các bạn bảo như thế thì bây giờ chúng ta đòi hỏi sâu xa làm sao được nếu như chúng ta muốn thì chúng ta phải có tiền và mình nói với các bạn rồi nó là cái vòng tròn luẩn quẩn vì không có tiền đào tạo trẻ kém đào tạo trẻ kém dẫn đến chất lượng cầu thủ kém dẫn đến chất lượng cầu thủ kém thì phải giữ lại những cầu thủ hơi tốt một tí chứ là những cầu thủ muốn xuất ngoại thì là phải 26 27 tuổi mới đi được. Đấy và đấy cũng chính là cái nền bóng đá của chúng ta nó không có bước đột phá về mặt tài chính, không có những tập đoàn đủ lớn. Các bạn nhìn vào xem, bầu Đức chỉ cần đầu tư một thời gian ngắn thôi, các bạn thấy là có lứa JMG ngay. Các bạn thấy là bầu Hiền trong suốt những năm vừa rồi, mình nhớ là kể từ năm 2010 là bắt đầu đội bóng này bắt đầu đầu tư vào công tác đào tạo trẻ rất mạnh. Và các bạn thấy không? Chỉ cần sau là khoảng đúng chục năm là họ đã trở thành câu lạc bộ xuất sắc nhất và giàu thành tích nhất Việt Nam rồi. Cho là cái công tác đào tạo trẻ nó vừa là tương lai của câu lạc bộ, nó vừa là tương lai của giải vô địch quốc gia và nó là tương lai của các đội tuyển quốc gia. Bây giờ muốn cho các cầu thủ Việt Nam ra châu Âu tập, bây giờ ví dụ như là mình đưa bốc cả bốc cả lứa đi là không thể rồi. Bây giờ chúng ta lấy một vài những cầu thủ hay, mình nói thẳng luôn, kể cả cái U17 đợt vừa rồi đi sang Đức Đấy cũng là vấn đề liên quan đến ngoại giao Đấy là cái vấn đề liên quan đến KPI Tức là gì? Ờ cũng phải có một vài cầu thủ được tập cùng chứ Nhưng tập cùng là không chịu được đâu Xin thưa các bạn là như vậy Nói như thế thôi nhưng mà đấy các bạn thấy không Nó có ba vấn đề rất là lớn Vậy thì cái giấc mơ xuất ngoại của chúng ta Phạm Tuấn Hải hay là Hoàng Đức Hay là Quang Hải, Đặng Văn Lâm hay Đoàn Văn Hậu Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn Những cầu thủ đấy mình nói luôn với các bạn Nó chỉ là một nạn nhân cho cái giấc mơ của các bạn đấy thôi Giấc mơ của các bạn đấy rất là lớn Các bạn ấy rất là tham vọng nhưng điều kiện của các bạn đấy đủ chưa? Mình nói là chưa đủ. Nếu mà các bạn cho rằng là Minh Hải đang cố gắng giữ chân các cầu thủ ở Việt Nam thì các bạn thì các bạn đã hiểu sai về Minh Hải rồi. Bởi vì sao? Bởi vì mình thấy chưa hội tụ đầy đủ yếu tố. Vì ra nước ngoài chỉ có thất bại thôi, không có cơ hội đâu. Đó. Những cái yếu tố tiếp theo nó là cái câu chuyện liên quan đến sự hỗ trợ cho các cầu thủ ra nước ngoài. Các cầu thủ của chúng ta ra nước ngoài nếu như có người đi cùng thì đi ngày hôm trước ngày hôm sau là về ký hợp đồng xong phát là về luôn không ở lại hỗ trợ cho cầu thủ đâu đấy nhưng mà các bạn nhìn sang thái thôi không thể nhìn đâu xa nhìn sang thái thôi các bạn nhìn thấy nó có gì ạ họ có một cái bộ phận để hỗ trợ ví dụ như là những cầu thủ đi có gia đình đi cùng để cân bằng cuộc sống cho các bạn đấy thậm chí là có cả người tư vấn tâm lý người cố vấn về mặt chuyên môn cố vấn về mặt văn hóa tức là học từ ngôn ngữ của họ này học văn hóa ứng xử của họ này rồi có người hỗ trợ cho họ để phân tích xem đội bóng này chơi với lối chơi như thế nào giải vô địch này chơi với lối chơi ra sao cái tố chất mình đang có là gì bây giờ cái mà mình đang thiếu là sao phải tập bổ trợ như thế nào thì chúng ta không có cái đó đấy, rồi các cầu thủ ra nước ngoài thi đấu không có được cơ hội ra sân thường xuyên buồn chán tập luyện cố gắng quá vượt ngưỡng có thể dẫn đến chấn thương khi dẫn chấn thương rồi lại buồn quá ngồi dự bị thì lúc đấy cái tâm lý của họ họ có thể không đầu hàng bởi đối thủ đâu nhưng họ đầu hàng vì chính cái cảm xúc của họ họ buồn lắm các bạn ạ thì đấy cũng là một cái cách vậy thì bây giờ mọi người hỏi là thế các bạn ở châu phi các bạn ở nam mỹ các bạn ra châu âu thì nó có vấn đề gì hay không mình nói luôn là đấy là gen mình nói luôn là các cầu thủ đó phải có một cái khả năng thích nghi rất là lớn không thích nghi được là chúng ta không thích nghi được cuộc sống làm sao mà chúng ta thi đấu được đấy chứ là liên đoàn bóng đá việt nam cũng phải tính cái đó các câu lạc bộ phải tính cái đó Chứ là mình đã từng nói với các bạn là hai cái phải thuộc cái tiêu chuẩn Một là chúng ta đào tạo công tác đào tạo trẻ Cái chất lượng của chúng ta phải đáp ứng được Ở những giải vô địch quốc gia lớn Và thứ hai là chúng ta phải hỗ trợ cho họ Để có được cái sự hòa nhập tốt nhất Cái sự thích nghi tốt nhất Còn nếu không thì Quang Hải hay Hoàng Đức Hay là Phạm Tuấn Hải Bất cứ một cầu thủ nào ra nước ngoài Mình đều cho rằng cái nguy cơ thất bại là rất cao Vậy bây giờ chúng ta trở lại với câu chuyện của thầy Park Thầy Park định hướng nhà cho Hoàng Đức mình nghĩ là thầy Park cho rằng là Hoàng Đức đá ở châu Á là phù hợp Ra châu Âu là hơi quá sức với chúng ta Còn tất nhiên là châu Âu thì nó có nhiều hạng Nhưng các cầu thủ của chúng ta có đến những cái giải Như kiểu Jean Branta hay là những cái giải đấu nhỏ không Không đâu Phải năm là giải vô địch quốc gia lớn Ít nhất cũng phải là mấy cái nước Bắc Âu Cho nên là mình nghĩ là cái này là rất là khó Nó không đơn giản một tí nào Bây giờ chúng ta muốn là đến với giải vô địch quốc gia năm giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới Anh, Ý, Đức Pháp, Tây Ban Nha Mình nói luôn là đấy là nhóm G5 là mạnh nhất rồi Nhưng xin chia sẻ với các bạn luôn là quá khó Bây giờ chúng ta sang một cái nước được gọi là sân sau của châu Âu Đấy là Hà Lan Hà Lan thì người ta gọi là Feeder Club Tức là câu lạc bộ đó thì lựa chọn những cầu thủ tiềm năng hay Cho họ thi đấu bắt đầu cứng cứng rồi xuất khẩu sang những đội bóng lớn Các bạn thấy là đoàn văn hậu là cầu thủ mình nghĩ là hội tụ nhiều yếu tố tuyệt vời nhất Đi còn rất là trẻ này Chiều cao thể hình 1m86 này Được tạo cơ hội rất là lớn này Có người đại diện đi cùng này Có ông Jun Gede hỗ trợ đằng sau này Mà còn không thành công Thì các bạn thấy là nó quá khó Như vậy là huấn luyện viên Park Hang Seo Cũng đã định hướng cho Hoàng Đức hay là Phạm Tuấn Hải Chúng ta chỉ là châu Á thôi Ok Nhật Bản Ok Hàn Quốc Chúng ta thi đấu ở Nhật Bản ở Hàn Quốc 1 năm 2 năm chúng ta ok rồi Nâng tầm mình lên thì lúc đấy chúng ta mới nhảy sang châu Âu được các bạn tưởng tượng là bây giờ châu Âu nó là bậc thứ 10 Mà bây giờ chúng ta nhảy bậc thứ 0 Từ bậc thứ 1 lên bậc thứ 10 ngay là chúng ta ngã ngay thì Bây giờ chúng ta cần nhảy bậc thứ 3 Nhảy bậc thứ 7, bậc thứ 7 Nhảy bậc thứ 10 Như thế thì mới được Còn nếu không thì sẽ rất khó Thưa quý vị và các bạn Cho nên mình rất là cảm ơn Và khi mà mình nghe cái câu chuyện là thầy Park Có sự hỗ trợ, có sự định hướng Cho Hoàng Đức mình rất là cảm kích bởi vì sao? Bởi vì là huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhìn một cách rất thực tế về khả năng của cầu thủ Việt Nam chứ nó không giống như những người khác người khác nói là ở Hoàng Đức và Bùi Hoàng Việt Anh có thể chơi được giải Pháp nhưng mà khi mà Hoàng Đức đá trong đội tuyển quốc gia ông lại không cho đá Thế các bạn thấy không hay là trước đây khi mà ông ấy làm cho PVF ông nói bóng đá Việt Nam có rất nhiều tiềm năng có nhiều cầu thủ có thể chơi được ở ở giải League Anh xin lỗi với các bạn luôn cái đấy chỉ là chém gió thôi chỉ là du ngủ chúng ta thôi và nói như Bầu Đức là họ đang có những câu nói để du ngủ chúng ta nhưng mà được cái là nền bóng đá này của chúng ta chúng ta khắc khỏi với một giấc mơ vì giấc mơ đấy chúng ta đang mất ăn mất ngủ chưa là đừng du ngủ chúng ta vì chúng ta đang mất ngủ về cái giấc mơ của mình cho nên là mình nói với các bạn là Hoàng Đức hay Phạm Tuấn Hải phải hết sức cân nhắc bởi vì các bạn đấy xuất phát điểm không cao các bạn ấy có thể là ngôi sao rất sáng ở V-League ngôi sao sáng của đội tuyển Việt Nam OK nhưng mà Việt Nam so với Nhật Bản còn xa rất là xa Việt Nam so với Hàn Quốc nó là cực kỳ xa luôn Cho nên là nếu mà chúng ta sang bên đấy sẽ phải trả giá Thế là mình nghĩ là có lẽ là Hoàng Đức Phạm Tuấn Hải Nên nghĩ đến một giấc mơ nó thấp hơn Sau đó là chúng ta lên dần Chứ đừng có nghĩ là một phát nhảy đi luôn Và mình thực sự đến bây giờ Thông tin của mình, mình không tin Hoàng Đức đi đâu Mình không tin là Hoàng Đức sẽ ra nước ngoài đâu Vì bạn ấy quá hiểu về mặt thực tế Nó như thế nào Đó là cái câu chuyện liên quan đến Hoàng Đức và Phạm Tuấn Hải cùng với cái sự định hướng của huấn viên Park Hang-seo. Huấn viên Park Hang-seo là người định hướng cho chúng ta rất nhiều những định hướng tốt. Ngoài cái việc định hướng cho đội tuyển quốc gia thì bây giờ mình nói luôn là ông vẫn đang định hướng cho các cầu thủ. Và mình nghĩ rằng là nếu như Hoàng Đức hay là Phạm Tuấn Hải ra nước ngoài thi đấu có một cái kênh thông tin rất nên tham khảo đó là huấn luyện viên Park Hang-seo. Ok. các bạn có câu hỏi gì các bạn chơi không các bạn đặt ra câu hỏi à mình cũng nói thêm với các bạn một chút nhá là từ hôm nay đến cuối tuần thì mình sẽ đi học cho nên là có thể là sẽ có nhiều buổi mình không livestream được hoặc là mình sẽ live stream muộn từ bây giờ cho đến đêm đến tối đến hết buổi tối ngày thứ bảy thì mình sẽ đi học mình nói chính xác hơn là mình mình đi uh, gọi là gì mình đi uh, xem người ta làm để về sau mình về mình xử lý Bây giờ nó cũng đang có rất là nhiều những cái rủi ro Ok Bạn kênh này để nộp bài cho cô Luyến Có nói là Vlog Minh Hải Nói vậy chứ cái gì Việt Nam cũng phải cải thiện anh Hải Vì Việt Nam mình nền móng còn khá đuối Nên đã có gì để đảm bảo chất lượng đầu ra đâu Mình đồng ý với bạn luôn Nhưng chúng ta cũng phải rất hiểu Là những cái bản hợp đồng mang tính thương mại Mang tính lăng xê Nó không phải là những bản hợp đồng mang tính chuyên môn bao giờ bóng đá Việt Nam có những cái yếu tố chuyên môn thì tốt, còn nếu không bây giờ thì khó lắm các bạn ạ. Bạn công dinh mạnh dinh nói là em tin Hoàng Đức sẽ xuất ngoại, các bạn cứ nói thoải mái. Quan điểm của các bạn như nào, các bạn cứ đặt ra. Còn mình thì mình không tin. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra nhé. Ai chưa like các bạn nhớ like cho mình, ai chưa đăng ký các bạn nhớ đăng ký cho mình. Mình cứ xin được thông báo với mọi người lịch từ giờ đến cuối tuần là chiều ngày hôm nay thì mình sẽ đi Thành phố Hồ Chí Minh mình sẽ có rất nhiều những buổi học dã chiến và đến đêm thứ bảy mình mới về đến hà nội cho nên là từ bây giờ cho đến cuối tuần thì khi nào có thông tin mới nóng thì mình sẽ live stream phục vụ các bạn ngay còn nếu như trong trường hợp mà không có được cái thời gian thì mình xin phép các bạn là sẽ có những buổi mình không like được mong các bạn hết sức thông cảm cho vì là ai cũng cần có nhu cầu đi học cảm ơn các bạn rất là nhiều ở phần sau mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn nhé còn bây giờ vẫn là cao ba long một sản phẩm hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở nam giới. Các bạn nam bị yếu sinh lý qua thời kỳ đỉnh cao hoặc bị giảm chức năng đàn ông vì bất cứ lý do gì, do tuổi tác, do áp lực, do cơ địa hoặc là đơn giản chỉ là do ăn uống, thói quen sinh hoạt thôi. Thì các ba long nó sẽ giúp cho các anh em của chúng ta kéo dài tuổi thanh xuân của mình ra và nó kéo dài cả thời gian của người đàn ông. Ok. Bây giờ chúng ta sử dụng các ba long thì về sau chúng ta giảm được nguy cơ bị đau lưng, đau xương, đau cơ, đau khớp, giảm nguy cơ bị thoái hóa xương, loãng xương, thiếu canxi, giảm nguy cơ bị gãy chân, gãy tay, gãy xương. Thứ ba, cái này rất là hay luôn, đó là trẻ em bị coi xương suy dinh dưỡng chậm lớn. Các con sẽ sử dụng cao ba long để phát triển, để cải thiện cả cái bộ khung để về sau phát triển cả thể lực lên thể hình. Tức là vừa to cao và vừa khỏe mạnh. Các chị em phụ nữ lưu ý, đây cũng là sản phẩm dành cho các chị em muốn điều hòa lại nội tiết tố cho chuẩn xác về điều đặn như một chiếc đồng hồ. Như thời của con gái thì cao ba long nó là sự lựa chọn hàng đầu nhá. Và các chị em mới sinh con thân mến, trong quá trình thai kỳ bao nhiêu dưỡng chất cơ bản truyền hết sang cho con rồi. Lúc sinh con ra xong các bạn sẽ bị thiếu chất trên người các bạn sẽ yếu. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. Cơ thể của các bạn sau khi sinh con rồi chắc chắn là nó không thể nào nó thon gọn được. Thì đông trùng hạ thảo sẽ giúp các chị em siết lại cơ thể của chúng ta. Vừa điều hòa lên nội tiết tố, vừa siết lại cơ thể, vừa bổ sung thêm dưỡng chất cơ bản. Cho nên là các chị em luôn luôn chắc khỏe, chắc chắn, vững vàng và khỏe mạnh. Ok chưa ạ? Số điện thoại mình để trên logo 024-7777-8877 và website là đông shop vn đây là sản phẩm chính hãng, một sản phẩm không chính hãng mình đền các bạn 1 tỷ. Và các bạn yên tâm là mức giá này là mức giá mình đã điều xuống cho các bạn là thấp nhất Việt Nam các bạn không mua được ở đâu với cái giá này đâu. Đây là đông trùng hạ thảo, một sản phẩm giúp các bạn là kéo dài tuổi thọ vì nó bổ sung thêm dưỡng chất. Dưỡng chất này bổ nhưng không béo, rất tốt cho sức khỏe. Thứ hai, nó tăng cường số lượng tế bào tốt và bồi đắp đến tất cả các bộ phận trên cơ thể, giúp cơ bắp luôn luôn sáng chắc, cơ thể luôn luôn tráng kiện. Còn nếu chúng ta không bổ sung được thì cơ bắp của chúng ta bị tong teo dẫn đến việc da rẻ bị nhăn nheo vừa yếu mà vừa xấu các bạn đừng lựa chọn cái con đường đó nhá và nó còn kích hoạt cơ chế tự hàn gắn nội thương chỗ nào có được sự đứt gãy mặt tế bào nối liền vào chỗ nào mà có khối u lấp đầy khoảng trống khối u để lại chỗ nào mà các bạn trải qua phẫu thuật nó sẽ bịt kín những cái lỗ giò mà cơ bắp để lại các bạn thấy không dao kéo để lại rất là tuyệt vời cái thứ ba này là cái mà mình khuyên các bạn nhé ai cũng sẽ phải dùng thôi vì các bạn biết rồi cơ thể của chúng ta cùng với thời gian Thì cái kháng thể được sinh ra ngày càng ít đi Mà kháng thể nó tạo nên cái vòng tròn miễn dịch Nó chính là hệ thống phòng ngự của cơ thể Kháng thể ít đi tức là hệ thống phòng ngự yếu đi Các bạn thấy không ạ Khi mà bệnh tật tấn công mà hệ miễn dịch của chúng ta đủ mạnh Nó sẽ đẩy lùi được bệnh tật Nhưng cùng với thời gian càng ngày Thì cái hệ miễn dịch chúng ta càng yếu Hệ thống phòng ngự càng yếu và cuối cùng bệnh tật nó sẽ xé rách hệ thống phòng ngự của chúng ta ra Nối đuôi nhau đi vào tấn công cơ thể Như đi vào chỗ không người Như là tấn công vào khung thành bỏ trống Lúc này đông trùng hạ thảo phát huy một cái chức năng rất là hay Nó bổ sung cho chúng ta Ví dụ cơ thể sinh ra được 1 triệu kháng thể Đông trùng hạ thảo chi viện thêm 1 triệu đó là hai Như vậy hệ thống phòng ngự của chúng ta tăng lên gấp đôi Đẩy lùi được bệnh tật Nó giống như cơ thể đang được bảo vệ không thành bởi 11 người Bây giờ nó sẽ bảo vệ khung thành bởi 22 người Tăng lên gấp đôi Đấy là lý do vì sao các chuyên gia, các bác sĩ luôn luôn khuyên chúng ta nên dùng. Đặc biệt là những người già, lớn tuổi, cần cái chế độ chăm sóc đặc biệt về sức khỏe những người bị bệnh khó chữa, những người mà đang ốm hoặc mới ốm dậy. Còn cái này thì mình nghĩ là chúng ta nên sử dụng để giúp cho chúng ta khỏe mạnh hơn. Đâu có ai từ chối cái cơ hội để được trường thọ đâu đúng không mọi người? Một sản phẩm giúp các bạn sống lâu, một sản phẩm giúp các bạn sống khỏe và sống hạnh phúc. Combo này đang được phân phối bởi công ty Dược Đông Á. Và mình vẫn nói với các bạn, đây là sản phẩm chính hãng, một sản phẩm không chính hãng mình đền các bạn 1 tỷ luôn. Và đây là đây là mức giá thấp nhất mà các bạn có thể mua được cảm ơn các bạn rất là nhiều bạn à, công dinh mạnh dinh có nói là khi nào thì có huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia vậy anh minh hải trả lời bạn luôn là tháng 6. muộn nhất là tháng 6 chúng ta sẽ có và chúng ta sẽ không có huấn luyện viên tạm quyền các bạn nhé đến bây giờ là hội đồng huấn luyện viên quốc gia và liên đoàn sẽ chuẩn bị họp với nhau sau đó là sẽ chốt lại bổ thận của dược quý đường bao nhiêu bao nhiêu hộp một hộp bao nhiêu viên thế anh ạ? À? Một hộp á à, để mình đợi mình uh, các bạn đợi mình tí nhá. Mình để ở trong phòng nữa rồi. Bổ thận của dược quý đường là các bạn uh, alo hộ mình đấy mình cũng quên mất là nó bao nhiêu viên rồi. Mình cũng chỉ uống thôi, mình cũng không biết là nó là bao nhiêu viên. Mình để ở trong phòng thôi này. Số điện thoại để trên logo này bạn uh, đoàn công ơi. Các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra nào mình 12 giờ 15 là mình sẽ tắt live nhá các bác ai có câu hỏi gì các bạn đặt ra nhá bạn nhà đất có hỏi là chú hải ơi vào sài gòn con mời chú cà phê nhé mình xin lỗi các bạn là đợt này đi học thì cái lịch nó khá là kín mình sợ là còn không live stream phục vụ các bạn được cơ nói chung là vào đấy tranh thủ học thêm chứ nếu không thì mình sợ mình bị lạc hậu mất bạn Duy Nguyên của nó là VFF có mời huấn viên Park không anh Hải ơi Cái này thì mình không biết đâu Nhưng khả năng cao là không Mình biết là huấn luyện viên Park Hang sẽ được tiến cử đấy Nhưng mà cái thứ tự ưu tiên thì mình nghĩ là khó Đơn giản bởi vì là họ cũng biết là mời thầy Park Thì chắc là thầy Park không đồng ý đâu Nhưng có thể nhá là công ty DJ Management có thể Sẽ tư vấn hoặc có thể là sẽ Sẽ, sẽ hỗ trợ cho liên đoàn về việc này Bạn Lộc Trần có nói là Cao Ba Long mua thì giá khuyến mại như nào? Ôi khuyến mại quanh năm mà, tặng quà quanh năm mà. Mọi người cứ tùy theo mọi người mua bao nhiêu. Hôm vừa rồi có một bạn mà mua hỏi mình ra là bạn ấy mua đến đến cả cân đấy các bạn. Xong bạn ấy chụp cho mình cái thùng nhìn trông rất là hoành tráng. Lê Minh Sơn, em cũng đồng tình với ý kiến của anh. Xuất ngoại rồi ngồi dự bị, khi bị thanh lý về và một thời gian suốt mới thấy mới lấy lại được phong độ như Quang Hải. Các bạn không thấy nó rất là hại. Và những gì Quang Hải đã trải qua, những gì Văn Hậu đã trải qua là những cái mà mình nghĩ là Phạm Tuấn Hải và Hoàng Đức sẽ phải hơi rén đấy. Đương nhiên giấc mơ của chúng ta là chúng ta phải hành động rồi. Một khi đã có giấc mơ là phải phải chiến nhưng mình cũng đã nói với các bạn rồi. Câu chuyện nó không phải đơn giản chỉ là cái việc là bạn muốn chiến hay không chiến. Mà vấn đề nó nằm ở chỗ là Chúng ta sẽ xử lý việc này như thế nào? Bởi vì như mình đã từng nói với các bạn đấy Câu chuyện nó không đơn giản Muốn có được cái cơ hội để thành công ở nước ngoài Nó đâu có phải là các bạn chỉ có muốn đi là được Và cũng nên à, đánh giá chính xác về trình độ của mình Các bạn thấy đấy Chanathip Songkrasin đâu có đi châu Âu đâu Thirathon Mumathan đâu có đi châu Âu đâu Họ quá biết khả năng của họ rồi Bây giờ khả năng của họ chỉ có thế thôi Họ ra châu Âu là họ mất nhiều thời gian lắm Chana Anthip cũng nói luôn mà Khi mà có một giải Một số giải uh, vô địch châu Âu Tất nhiên là cũng, cũng bình thường thôi Mời Chana Anthip Bạn ấy không đồng ý luôn Bạn ấy về Thái Lan Sơn Nguyên 1976 đang là nghe đồn là Minh hải đi thành phố Hồ Chí Minh à. à. Nếu sắp xếp được anh em mình gặp nhau giao lưu tí chưa bao giờ được gặp ai đồ ngoài đời. Cảm ơn Minh Hải. Em cảm ơn anh. Em cũng sợ là em không 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 xử lý được thời gian đấy. Em sẽ cố gắng livestream và cái thời gian livestream của em nó có thể là đợt này từ bây giờ đến cuối tuần nó sẽ hơi lung tung. Có thể nó sẽ là vào giữa giờ chiều. Đấy, cứ khi nào có thông tin mới thì em sẽ báo. Mọi người nhớ follow nhá. Mọi người nhớ follow cho em. Ai chưa follow thì mọi người nhớ đăng ký, ấn vào chuông và chọn tất cả. Ai mà chưa like thì mọi người nhớ like cho em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. bạn sơn nguyễn nói là nói lên một tí lại tưởng mình là nhất đợi đội ra nước ngoài làm cầu thủ bóng đá vài năm quay về mất hết đúng rồi mình nếu như mình là người đại diện của hoàng đức nếu như mình được quyền quyết định tương lai của hoàng đức mình nói thật luôn là mình sẽ lựa chọn những giải vô địch quốc gia nó ít thách thức hơn mình nói luôn là nhật vẫn là quá sức với cầu thủ việt nam nhé nhật vẫn là quá sức với cầu thủ việt nam đấy các bạn sang xem giải vô địch quốc gia Nhật nó đá như máy ấy các bạn ạ đá nhanh lắm ấy. tin phạm nếu muốn xuất khẩu cầu thủ mà muốn thành công em nghĩ là phải theo lộ trình sau Thái lịch Nhật Bản Hàn Quốc Hà Lan Bỉ Anh Pháp Đức và Tây Ban Nha bạn tin phạm nói quá chuẩn luôn nhưng mà bạn thiếu một cái cái điều quan trọng đấy là cái điểm khởi đầu đó là Việt Nam Việt Nam phải đào tạo trẻ tốt và đi sớm chứ còn như này thì khó lắm quốc à bạn quốc Hà nói như sau thôi chào hải tôi theo dõi kênh của anh hàng chục năm nay chưa một lần trả lời tôi tôi muốn biết thông tin về bóng đá tôi phải nghe kênh của người khác ok xin được cung kính tiết bạn quốc à kèm theo một lời xin lỗi em rất xin lỗi anh quốc à là anh đã anh đã xem em cả chục năm mà không được trả lời em rất xin lỗi anh còn nếu ở đâu đó mà anh được phục vụ tốt hơn thì em xin được uh, mời anh thật sự mà nói là em không phục vụ được mọi người một cách chu đáo em xin lỗi nhưng mà thật sự mọi người cũng thông cảm cho em bây giờ hơn 1 triệu một trăm mấy nghìn người follow rồi người đăng ký rồi em không thể trả lời hết được còn nếu mà các bác mà dỗi kiểu này thì em chịu luôn bạn hồng nguyễn trọng của đó là bầu cũ quang hải dạo này thế nào anh nhỉ bầu cũ của quang hải thì bây giờ vẫn bình thường thôi anh đang sống một cuộc sống rất là hạnh phúc anh đang sống một cuộc sống rất là vui và mình nghĩ là đúng là cứ dính vào bóng đá là thị phi nhiều Mệt mỏi lắm Đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn Các bạn có câu hỏi gì các bạn cứ đặt ra nhá Hôm nay là chỉ có nói về câu chuyện liên quan xuất ngoại thôi mọi người ơi Dương Đức Bách Minh Hải ơi vì sao anh đang xem kênh của em Đang phát sao nó cứ bị ngắt và quay lại từ đầu nhỉ Ô em không biết đâu Cái này thì em cũng chịu Thánh bán tranh Mình thì cũng là người mình cũng là người Hà Nam nhưng nói thật trình độ của Tuấn Hải ở trong nước còn không ăn thua sang nước ngoài chắc không được đá trận nào bạn Thánh bán tranh thân mến mình nói thật luôn là chúng ta không có nhu cầu nói xấu nói tốt ai nhưng mà em thì em lại hơi có một chút chia sẻ với anh vì cái quan điểm của anh nó cũng khá là giống quan điểm của em Phạm Tuấn Hải ở Việt Nam ok thôi nhưng còn bạn ra nước ngoài sẽ khó bởi vì các bạn biết rồi À, chúng ta mà đi thi đấu ấy chúng ta chỉ chơi vị trí thủ môn hậu vệ thôi chứ còn bắt đầu tiền vệ đến tiền đạo là không có cửa đâu mình nói thế cho nhanh đấy bạn Việt Trung có nói là Văn Quyến nên làm trợ lý cho Hoàng Anh Tuấn làm Minh Hải ơi không nhá Văn Quyến hiện nay vẫn đang ở sông Lam nghệ An có rất nhiều những cái thông tin tào lao nhưng mà mọi người cứ nghe ví dụ như là mọi người nói là À, anh văn sinh sơn là người của hà nội vì là đình bắc từ chối hà nội cho nên là bây giờ anh văn sinh sơn anh trả thù đình bắc mình nói là cái thông tin này quá là tào lao bởi vì không có anh văn sinh sơn làm gì có đình bắc đúng không ạ và đúng anh văn sinh sơn đã từng là người của hà nội nhưng bây giờ là người của quảng nam mà và mình nói luôn là cho dù là hà nội chứ là gì đi chăng nữa anh văn sinh sơn làm sao anh lại sống một cái cuộc sống như vậy anh văn sinh sơn rất là tốt tính con người sống rất cao thượng và hào sảng Chứ đừng mọi người đừng có nghe chúng nó cứ nhét chữ vào mồm ai đó nói linh ta linh tinh Xong mọi người cứ thế này thế kia rất là không hay Tự nhiên là cuối cùng là Đình Bắc cũng bị bôi xấu Anh Văn Sĩ Sơn bị bôi xấu Sơn Nguyễn xem chục năm mà chưa được trả lời Bạn Sơn Nguyễn thân mến mình xin lỗi bạn Mình xin lỗi rất nhiều các các bạn rất nhiều Mình cũng không biết nói thế nào luôn Ok, các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra nhá Mình đã trả lời rất là kỹ rồi Còn mình không biết bạn Tô Ngạn đang nói về việc gì Nhưng mà mình vẫn đang cố gắng làm cho Cái chương trình của mình ngày càng hay hơn Đa dạng hơn, thông tin độc đáo hơn Bạn KD KDG nói là gì đấy Ông Lâu là như thế nào hả Minh Hải Bô Lâu là làm như thế nào Follow hay gọi là đăng ký đấy nếu mà các bạn không biết đăng ký thì các bạn nhờ người khác đăng ký hộ nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Văn cương Trần của nó là VFF đưa ra tiêu chí lựa chọn một huấn luyện viên là cởi mở trong khi liên đoàn lại không cởi mở trong việc lựa chọn một cầu thủ nhập tịch. Vậy cho em hỏi có nên thay đổi một vài vị trí trong VFF của Việt Nam không? Mình nói luôn là liên đoàn bóng đá Việt Nam có muốn sử dụng cầu thủ nhập tịch hay không? Mình nói thẳng luôn là chắc là có. Nhưng vấn đề là ngành thể thao họ đang đã có quy định rồi là không sử dụng vận động viên nhập tịch. Chứ đây không phải là liên đoàn đâu bạn Văn Cương Trần ơi Đấy các bạn thấy không Nhiều khi thông tin của các bạn nó không chuẩn Nên dẫn đến việc các bạn đang bình luận sai Thì là Cái quan điểm của các bạn nó cũng bị sai là như vậy Bạn Tài Nguyễn nói là, là Hôm qua anh có xem C1 không Em thấy đỉnh cao của bóng đá Nói chung là những trận đấu như kiểu Man City hay Real Thì không phải bàn Đúng không ạ Arsenal hay là Bayern Munich thì khỏi phải dãy Toàn là những trận đấu nó là đỉnh cao của thế giới rồi mình nghĩ là các giải vô địch à, gọi là các giải vô địch euro hay là thế giới không phải lúc nào có những trận đấu hay như vậy mình nói là chất lượng các câu lạc bộ bây giờ đôi khi nó còn vượt qua cả những cái giải vô địch à, về châu lục hay là những giải vô địch lớn rồi Nguyên Lại Võ, mỗi lần like hàng chục nghìn người xem, hàng nghìn comment sao mà trả lời hết được cả nhà ơi. Em rất là cảm ơn bạn Nguyên Lai Võ là đã đã thấu hiểu cho em. Em không thể trả lời hết được Ví dụ bây giờ đang là có 10.521 người đang xem Mỗi một người thả một cái comment Thì em trả lời từ giờ đến tối không hết được Đấy Nên là rất là mong mọi người Nguyễn Hữu Cương nói là giọng kém quá Hôm nay giọng của em nó đã bị khàn Em xin lỗi mọi người Em sẽ cố gắng xử lý lại cái giọng của em Cảm ơn mọi người rất là nhiều Đó và em vẫn chia sẻ với các bạn về những cái men này nhá Đây là tuyệt phẩm của nhà men Đây là con C4 con C4 này thì dây nó hơi ngắn chút, nó còn tầm mét rưỡi và nó chỉ có bốn ổ cắm thôi và ba cổng sạc. Em này lại bù lại là rất là đẹp. Em này nếu mà mọi người mà để trang trí ở phòng khách hay là để làm trong tiệc lẩu thì nó rất là xịn luôn. Giá của em này là 339 000 một chiếc. Còn nếu các bạn mua combo hai chiếc thì giá là 639 000 Các bạn được giảm thêm 39 000 nữa. Còn đây là anh V8, V8 này thì rất là xịn, dây cực kỳ dài. Dây dài khoảng 3 mét các bạn ạ. Đấy và ổ cắm điện của nó thì là có 8 chiếc 8 ổ cắm và 4 cổng sạc Và tổng cộng là 12 Em này thì có 7 thôi Giá của nó thì hơi nhỉnh hơn C4 một tí C4 là 639.000 một đôi Thì em này là 689.000 một đôi Còn về uh, chất lượng của nó thì là xem xem rồi Nó là chính xác là như nhau luôn Vẫn là lõi đồng 3 ly Chịu được tải đến 4.000W Các bạn cắm 2-3 lùi lầu, lầu ăn tẹt ga Và các bạn ơi Nó vẫn chịu được tải ý nó vẫn chịu được nhiệt lên đến 750 độ. Ok. Đó. Các bạn ơi, một vẫn đổi một đổi một được trong vòng 6 tháng và các bạn vẫn được bảo hành 1 năm vì nó quá chất lượng mà. Ở đây còn có một anh chàng tên là Atomat. Anh này là một cận vệ trung thành của chúng ta. Các bạn đang đi làm, các bạn đang đi chơi hoặc các bạn đang đi ngủ, nó vẫn thức để đảm bảo cho cái ổ cắm này không bị cháy nổ. Chỗ nào có điểm nóng nó cắt điện luôn. Chỗ nào mà các bạn thấy là nó nguy hiểm là nó phát hiện ra nó cắt điện luôn. Cho nên là nó không xảy ra cháy nổ Để nó giữ cho gia đình của các bạn được an toàn An toàn ở đây là bố mẹ chúng ta an toàn An toàn ở đây là gia đình Vợ con chúng ta an toàn Và an toàn nó cũng là an toàn Cho khối tài sản mà các bạn đã bỏ cả một cuộc đời ra Để tích góp Một bộ đôi này giá là 698.000 Bộ đôi này là 639.000 Số điện thoại mình để trên logo 020 ai không, À đây Sorry mọi người Số điện thoại mình để trên logo đang xuất hiện trên màn hình của bạn 0889 33 Đấy. Còn đây chính là chiếc áo Vicento President. Vicento President thì nó là phiên bản tổng thống. Đây là phiên bản mới nhất của nhà Vicento. Các bạn ơi, nó được làm bằng vải lụa của Nhật Bản. Mềm mịn mượt nhưng mà lại không bị nhăn. Tuyệt vời không? Đấy, form của nó rất là đẹp, dáng của nó rất là xinh luôn. Và giá của nó thì lại còn mềm hơn cả lụa Giá của nó trước đây là trên 1 triệu Nhưng bây giờ các bạn được giảm 60, à 40% Còn 639.000 một chiếc Nếu các bạn mua combo là 3 chiếc Thì giá chỉ còn là 1 triệu 398.000 Nhưng các bạn sẽ được tặng một cái ví da Trị giá 1 triệu 598.000 Các bạn thấy không? Và Vicento.vn là một cái website Để cho các bạn lựa chọn và tự thành lập combo Combo càng nhiều giảm giá càng sâu Combo càng nhiều phần quà tặng càng lớn còn nếu các bạn đến 240 kim mã thì các bạn nhớ đọc pass vlog Minh Hải để có thể các bạn sẽ có thêm những ưu đãi nữa. Số điện thoại 0889 33 Cả Menhao và Visanto đều là số điện thoại này các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ban Đinh có nói là anh Hải có vòng tay đẹp thế. Vòng tay này là vợ mình tặng. Có bán áo nữ hay không bạn Huyền Nguyễn? Đồ của chúng mình thì toàn áo nam thôi. Mình toàn sử dụng đồ nam thôi. Wow Dancer, bác Thịnh vẫn theo dõi Minh Hải. Chương trình hay bác lại mua đông trùng với chờ khách vip. Đi khách vip của Đông Á Minh Hải hỏi Đông Á nhé. Cảm ơn bác Wow Dancer, cảm ơn bác Thịnh nhiều ạ. Cháu cảm ơn bác. Câu hỏi thì không trả lời hết thì đừng mở mồm ra là kêu đặt câu hỏi, thôi im mẹ mồm đi. Ok bạn BB Vân tay. từ hôm nay trở đi bạn chính thức là được im mồm. Bạn Nguyễn Văn Dung có loại áo cổ trơn không anh? Có nhé bạn nhá ở trong giỏ hàng rất là nhiều Bạn vào vicento.vn là đầy luôn à, Nguyễn Văn Tị nói là rất nhiều người muốn like cho em mà không biết ấn nút nào Cái nút like là cái nút bàn tay này Bác có thể nhờ ai đó biết được nhá Cảm ơn mọi người TM xin lỗi tôi không tin VFF Bạn không tin ai thì đấy là quyền của bạn Cũng giống như mình thôi, mình cũng có tin cũng không có tin Thánh soi anh Văn Sĩ Sơn có phải em anh Văn Sĩ Hùng không anh Hải ơi Đúng Anh Văn Sĩ Sơn là em của anh Văn Sĩ Hùng Dưới anh Văn Sĩ Sơn còn anh Văn Sĩ Linh nữa Văn Sĩ Linh là bằng tuổi mình Nguyễn Việt Hoàng sao anh Hải không bật tính năng donate để dễ đọc comment hơn Được không ạ à? Donate nhưng mà mình không muốn lấy tiền Mình không muốn xin tiền các bạn Cho nên là mình không muốn bật donate là vì thế bây giờ chẳng nhẽ bật donate là không lấy tiền Mình không muốn lấy tiền của các bạn luôn Không muốn xin tiền online Đấy là câu chuyện thật sự Bạn An Hồ có nó là lộ trình mỗi một năm gửi một lứa 10 em U13 qua châu Âu ăn tập luyện. Sau 5 năm là có nhân tài phục vụ quốc gia liền phải công anh? Đúng rồi. Nhưng mà sẽ rất khó các bạn ạ. Sẽ rất là tốn tiền. Khánh Trương Minh Hải. Anh chưa hiểu chương trình Minh Hải phát đến sáng. Phát sáng đến chiều. Xem lại có được không? Cho anh biết anh cảm ơn Minh Hải. Xem được ạ. Mọi người cứ follow thôi. Em phát lúc nào thì là em phát. Còn mọi người rảnh lúc nào mọi người vào xem. Thì nó rất là ổn. Thôi bây giờ đã là 12 giờ 15 rồi. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ em xin phép được tắt like để đi sân bay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người uh, luôn luôn vui vẻ, luôn luôn thành công. Em xin phép là sẽ đi học từ giờ đến cuối tuần. Và trong khoảng thời gian này thì mọi người thông cảm một tí. Cứ khi nào mà em rảnh thì em sẽ like. Còn lúc nào em đi học thì em xin phép là không like. Mọi người thông cảm cho em nhé. Và đến cuối tuần, đến ngày chủ nhật thì chúng ta lại là của nhau. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ Minh Hải xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.